Nắm giữ bản quyền truyền hình. Chương trình thể thao cuối tuần sẽ cùng quý vị nhìn lại cuộc tranh cãi không đáng có về tên gọi V-League hay Super League. Việt Nam, Indonesia và Đài Loan, Trung Quốc. Trung Quốc đăng cai Indonesia là Surabaya. Đánh của Đài Loan là Cao Hùng. Trung Quốc và Đài Loan nhất cũng được chọn hai địa điểm Dubai và Abu Dhabi. Còn Việt Nam chọn Hà Nội. Chương trình thể thao thể cao, chân hiệu hoa thể ba bước, Nguyễn Thị Phương 3000m, Nguyễn Thị Thúy 400m sẽ tham dự giải vô địch điền kinh châu Á năm nay diễn ra tại Hàm Châu, Trung Quốc ngày 16 đến ngày 19 tháng 2. Trương Thị Hằng 59kg, Lương Thị Quyên hạng 63kg và tự do nữ Nguyễn Việt Hà triệu tập tay đua đội ADC truyền hình Vĩnh Long thi đấu quốc tế lần này nhằm giúp tay đua này có thời gian kiểm điểm bản thân, hy vọng đặt vào hai tuyển thủ Mai Nguyễn Hưng, Hồ Văn Phúc tranh tài ở nội dung xuất phát đồng hàng nam thể đội tuyển, nội dung nữ cử ba cua dự tranh gồm